khi mà chúng ta sử dụng một số cái vaccine nói chung, hoặc là khi vaccine cúm. Vaccine cúm là một trong những cái vaccine động lực khá là cao để tạo miễn dịch cho con gà chúng ta khi mà muốn làm vaccine để phòng bệnh cúm. Thì cúm có rất là nhiều chủng. Cái cúm em chia sẻ cho bà con trên đây đó là cúm của đây là của công ty Avac, nhập khẩu nội địa của Trung Quốc. Thế nhưng mà đã được kiểm chứng và Bộ Nông nghiệp kiểm chứng là nó an toàn và phù hợp với cái điều kiện nuôi con gà ở Việt Nam chúng ta. Thì cách sử dụng của vaccine cúm thì chúng ta có rất nhiều cách. Đó chính là chúng ta để trong ngăn mát, bảo quản từ 2 đến 8 độ. Và khi mà chúng ta muốn tiêm thì chúng ta sẽ bảo quản vào cái nhiệt độ bình thường, hoặc là chúng ta sẽ ngâm nước. Thì bà con sẽ ngâm nước trong cái nhiệt độ tầm 22 đến 25 độ, 27 độ, để cho nó trung hòa với cái nhiệt độ môi trường trước khi đưa vào vaccine. Trước khi nào vaccine mà đưa vào cơ thể của vật nuôi. Thì thường là mùa đông thì chúng ta sẽ bỏ ra trước 2 tiếng hoặc 3 tiếng, còn mùa hè chúng ta sẽ bỏ ra trước 1 tiếng rưỡi. Nhiều bà con là sợ là khi bỏ ra bị hỏng. Nhưng mà khi mà cái hiện tượng bị áp xe xảy ra do là một, đó là do cái kim tiêm của chúng ta không vô trùng. Thứ hai đó là do cái liều lượng của chúng ta căn nó không chuẩn. Và thứ ba đó chính là do cái cách thức chúng ta bỏ giã đông, đó là cái thời gian mà chúng bỏ hết lạnh để trước khi đưa vào cơ thể của nuôi. Thì khi mà vật nuôi, cái vaccine cúm của chúng ta mà không bỏ ra để cho nó trung hòa với môi trường của vật nuôi, thì cái hiện tượng nó bị lạnh thì nó sẽ gây ra hiện tượng áp xe và không di chuyển và không tạo được miễn dịch cho vật nuôi, thì gây ra hiện tượng áp xe trên lợn. Đây là cách sử dụng của vaccine cúm trên vật nuôi. Lưu ý là mùa đông chúng ta sẽ bỏ ra trước 3 tiếng và mùa hè chúng ta sẽ bỏ ra trước 1,5 tiếng, và bà con ngâm vào nước để đem được cái hiệu quả trước khi tạo miễn dịch và đưa vào cơ thể vật nuôi, trước khi chúng ta tiêm vào vật nuôi, để cho đảm bảo cái quá trình là một là không bị áp xe, hai đó là chính nó sẽ tạo được cái hệ miễn dịch tốt nhất khi chúng ta làm vaccine. Đó thì là bà con chúng ta chú ý nè, chúng ta hãy làm vaccine và cách thức giã đông đúng để chúng ta đem được cái hiệu quả của việc tiêm vaccine cúm cho gia cầm.